Kính thưa quý vị và các bạn, tôi là luật sư Đoàn Thị Thiên Thanh Thu, văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay tôi sẽ tặng cho quý vị và các bạn một cái hướng dẫn là biên bản hòa giải phải đầy đủ thành phần. Thưa quý vị và các bạn, cái câu chuyện tôi sẽ nói ra ở đây liên quan đến những cái vụ việc mà tôi đã từng không đủ thành phần khi đương sự đến tòa, và khi không đủ thành phần thì tòa ra quyết định trả đơn và đình chỉ vụ kiện. Cái việc không đủ thành phần nó làm cho việc khởi kiện của chúng ta kéo dài hơn và chúng ta sẽ mất niềm tin ở tòa. Thưa quý vị và các bạn, có lẽ rằng là tôi sẽ hướng dẫn một cách cụ thể nhất cho quý vị và các bạn trong cái video này. Ví dụ, hôm nay tôi khởi kiện tranh chấp một cái ranh đất với nhà hàng xóm. Thì khi mà tôi thấy rằng là đất của tôi bị lấn qua ranh ở nhà hàng xóm, thì tôi mới khởi kiện ở tòa. Tôi khởi kiện ở ủy ban, tôi làm cái đơn khiếu nại, đơn xin giải quyết tranh chấp ở ủy ban nhân dân xã, các bạn ạ. Khi tôi làm cái đơn thì cái ông bên nhà hàng xóm ông không đến. Mà cái khổ một cái rằng đất của tôi lại chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Mà các bạn biết rồi, nếu trong trường hợp theo quy định của pháp luật, có một vài trường hợp không cần hòa giải ở cấp cơ sở, đó là tranh chấp cái hợp đồng giao dịch, như là tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng, tranh chấp hợp đồng tặng cho, và chia tài sản chung vợ chồng. Còn lại thì nếu trong trường hợp tranh chấp quyền sử dụng đất của ai thì các bạn biết rồi, buộc lòng phải qua ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn để hòa giải cấp cơ sở. Thú thật với quý vị và các bạn thì tôi cũng có khi thì đương sự đến với văn phòng khi họ đã đến nộp đơn ở tòa rồi, có khi thì đương sự đến với văn phòng trong cái tình trạng gọi là chuẩn bị đưa vụ án ra xét xử. Tuy nhiên thì khi kiểm lại thiếu thành phần của hữu thì một số anh chị em thẩm phán dễ hơn thì yêu cầu ra văn bản bổ sung, một số anh chị em khó hơn thì đình chỉ giải quyết. Và khi đình chỉ giải quyết thì thật sự để lý giải cái câu chuyện pháp luật hoàn thiện về mặt hình thức thì rất là khó với luật sư. Thôi thì hôm nay thông qua cái việc mà đầy đủ thành phần của một cái biên bản hòa giải trước khi khởi kiện để giúp cho quý độc giả của chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta hiểu thêm những cái quy định của pháp luật. Dự kiện tôi đưa ra là tranh chấp quyền sử dụng đất, các bạn nhé. Tranh chấp quyền sử dụng đất như thế này. Hồi xưa khi mà khai hoang, tôi với ông cái liền kề đó lên khai hoang. Thì khi mà khai hoang thì đất của tôi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đất của ổng không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Và tôi nhận thấy rằng ông đang lấn ranh của tôi. Thêm một cái ví dụ nha, trong việc hai bên hùng mua một cái quyền sử dụng đất thì hai bên hùng với tỷ lệ giống như trùm sò cho quý vị và các bạn, hùng 73, thế nhưng rằng là chỉ có một người đứng tên. Thế thì sau này trong quá trình quản lý sử dụng thì phát sinh tranh chấp. Cái ông mà ông đứng tên, ông nói là không có hùng gì hết, ở đây là một cái sự giả mạo. Còn cái người mà hùng thực sự thì họ bảo rằng là phải, nhất thiết phải tranh chấp. Vậy thì khi chúng ta đi làm cái đơn xin giải quyết tranh chấp ở ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thì theo quy định của Nghị định 43 năm 2014, cái nghị định này thay thế Nghị định 181 các bạn ạ. Trong nghị định này có cái điều 88, thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai. Các bạn ha, các bạn có thể là xem đi xem lại ở cái khúc này nhiều lần để chúng ta hiểu thêm những cái quy định của pháp luật. Điều 88, thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai. Khi
nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai, Ủy ban Nhân dân cấp xã có trách nhiệm thực hiện các công việc sau đây: thành lập hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai để thực hiện hòa giải. Thành phần hội đồng gồm chủ tịch hoặc phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân là chủ tịch hội đồng, đại diện Mặt trận Tổ quốc xã, phường, thị trấn, tổ trưởng tổ dân phố đối với khu vực đô thị, trưởng thôn ấp đối với khu vực nông thôn, đại diện của một số hộ dân sinh sống lâu đời tại xã, phường, thị trấn, biết rõ nguồn gốc và quá trình sử dụng đối với thửa đất đó, cán bộ địa chính, cán bộ tư pháp xã, phường, thị trấn, tùy từng trường hợp cụ thể có thể mời hội nông dân, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Thực ra thì cái việc mà khởi kiện ở tòa thì luật sư làm nhiều lần rồi, cho nên tôi chỉ tóm lại cho quý vị và các bạn những thành phần chính. Thì chắc chắn là chúng ta khi chúng ta đi khởi kiện ở tòa thì chúng ta sẽ được cái ông chủ tịch, cái bà phó chủ tịch hòa giải rồi. Đó là cái việc bình thường. Và cán bộ tư pháp thì chắc chắn là người nhận đơn và giải quyết vụ việc. Cán bộ địa chính thì rõ rồi. Trong cái thành phần của hội đồng hòa giải cấp cơ sở, tôi nói chung nha, hòa giải cấp cơ sở gồm có Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn, thì chúng ta gồm thêm phải buộc phải có Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các hộ dân sinh sống lâu đời. Thường thì các anh chị em tư pháp hay quên cái thành phần là hộ dân sinh sống lâu đời, dẫn đến trường hợp là thiếu thành phần. Và nhiều khi lại thiếu Mặt trận Tổ quốc, khổ lắm. Cái chuyện không có phối hợp nhịp nhàng. Và khi người dân, người ta chỉ biết rằng là khi người dân cầm cái đơn xin hòa giải không thành, người ta đi nộp tòa thôi, người ta lại đâu có phải là luật sư, đâu phải là chuyên gia. Nhiều anh chị em nói rằng là: luật sư ơi, tôi đi tòa tôi không có kinh nghiệm. Dạ thưa, xin đừng có kinh nghiệm. Như vậy, để chúng ta biết được rằng là khi chúng ta chuẩn bị nộp đơn khởi kiện thì chúng ta phải tuân theo những cái quy định về hòa giải cấp cơ sở mà thành phần hội đồng hòa giải cấp cơ sở, tôi nhắc lại nhé, gồm có chủ tịch hoặc phó chủ tịch, vị cán bộ tư pháp, địa chính, Mặt trận Tổ quốc, hội nông dân và hai người hộ dân sống lâu đời. Và theo cái điều 88 thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai, tùy theo cái thành phần chúng ta sẽ có thêm những người khác nữa. Nếu quý vị và các bạn nộp đến tòa mà chúng ta không đầy đủ thành phần thì chắc chắn chúng ta sẽ bị khó khăn. Có thể đơn của chúng ta đang thụ lý và bị trả lại với lý do là không đầy đủ thành phần của hội đồng hòa giải. Cảm ơn quý vị và các bạn đã song hành với tôi trong suốt một thời gian qua. Và tôi là luật sư Đoàn Thị Thiên Thanh Thu trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Xin chân thành ghi nhận công ơn của quý vị và các bạn, những người đã mạnh dạn đưa những cái hồ sơ của bản thân mình để cho luật sư có một cái dịp nhân rộng cái mô hình lên 5, lên 10, lên 100, lên 1.000 hồ sơ nữa. Và chắc chắn là quý vị và các bạn sẽ không thể, những người thân quen của quý vị và các bạn sẽ không thể nhận ra hồ sơ của quý vị đâu, vì luật sư đã được mã hóa tên, tuổi, địa chỉ, giới tính, thông tin hết rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn.